Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của tôi Online, và hôm nay sẽ là một cái video tiếp theo trải nghiệm con game của Kiếm Kỳ Đàm Online. Nói chung là ở trong video lần trước thì mình thấy là anh em rất là quan tâm đến tựa game sắp được phát hành tại Việt Nam này. Mình sẽ tiếp tục gọi là một cái series trải nghiệm những cái lớp nhân vật ở trong con game này. Mình không thể trải nghiệm quá sâu được bởi vì sao? Đây là cái con của Kiếm Kỳ Đàm này, nó sẽ là một cái con game thu phí, game pay to play. Tức là nó sẽ không phải là free to play mà các bạn sẽ phải đóng một khoản phí để có bạn anh em có thể tải game và có thể chơi được. Lúc đầu nó sẽ cho chơi các bạn chơi qua cái phần giới thiệu cốt truyện của nhân vật thôi. Còn đến bắt đầu đến những cái chuỗi hoạt động chính thì các bạn sẽ phải nạp giờ chơi vào. Đó. Được cái là mỗi cái lớp nhân vật ở trong cái con game của Kiếm Kỳ Đàm này nó sẽ có những cái xuất xứ, xuất thân khác nhau. Những cái tình tiết cốt truyện khác nhau thì chúng ta sẽ cùng nhau gọi là khám phá. Mình sẽ cố gắng làm một cái series để trải nghiệm từng cái lớp nhân vật cho anh em xem. Tất nhiên là cũng khó để toàn bộ được, nhưng mình sẽ cố gắng đấy để trải nghiệm cho anh em. Hôm nay mình sẽ chơi một cái lớp nhân vật cầm cung này đi. Đấy, mình sẽ chơi em cầm cung này nhá. Có thể bạn rất là nhiều bạn thích những cái nhân vật bắn tầm xa mạnh như thế này thì chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm tiếp theo nhá. Còn vấn đề là trải nghiệm các tính năng hoạt động của game, để khi nào mà mình mượn được một tài khoản đã nạp tiền rồi, đã nạp giờ chơi rồi thì mình có thể trải nghiệm sâu hơn cho anh em được. Còn hôm nay đợt series này thì mình cố gắng là trải nghiệm từng cái lớp nhân vật cho anh em xem thôi. Rất khó là để chơi tiếp được, bởi vì nếu mà để chơi sâu hơn thì có lẽ mình sẽ đợi bản Việt ra. Rồi bây giờ mình sẽ chơi em cầm cung rồi nhá. Như anh em đã biết thì với cổ kiếm Kỳ Đàm Online thì các bạn có thể tạo hình nhân vật rất là đẹp, rất là chi tiết. Cái này thì mình sẽ không chém gió nhiều nữa vì clip trước có rồi. Ở đây chúng ta có một số tạo hình nhân vật này, khá là xấu, mình nghĩ là anh em nên tự tạo thì đẹp hơn. Đây, này có vẻ ổn định nhất. Tên thì bắt buộc là phải để tên tiếng Trung rồi, không để tên Latin được. Rồi chúng ta sẽ vào game nhé. Ok, mình sẽ tắt webcam đi để anh em xem cho nó đẹp. Rồi ok, mình đã vào game rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm của Kiếm Kỳ Đàm Online. Đây là nhân vật cầm cung của mình. Và như đã nói với anh em từ ngay đầu video ấy, mỗi cái lớp nhân vật ở trong con của Kiếm Kỳ Đàm này nó sẽ có những cái xuất thân và cốt truyện khác nhau, hoàn toàn khác nhau để anh em trải nghiệm. Đó, và đây là mình đang chơi lớp nhân vật cầm cung này. Đây là một cái tòa thành rất là đẹp, rất là khác biệt so với cái tòa thành tuyết ở cái video cũ mình trải nghiệm. Đấy, mình sẽ chơi em này nha. Thao tác di chuyển là game PC. Cũng phải nói lại là về cái phần gọi là chơi game con em này, nó sẽ không có auto cho các bạn. Các bạn phải để ý bản đồ, nó có một cái chấm vàng để đi nhận nhiệm vụ này nọ thôi. Đó, tức là không phải chơi cái kiểu các game mì ăn liền là các bạn click vào nhiệm vụ nó sẽ tự đi làm. Đấy, game này là đúng kiểu tự làm tự ăn anh em nhá. Đấy, và game thì cũng có ngự kiếm phi hành luôn. Chúng ta sẽ bắt đầu trải nghiệm. Đấy, mình nhặt được tạo một món trang bị đầu tiên. Đúng là kiểu game kiểu dạng tiên hiệp ấy, ngự kiếm phi hành. Wow, map rất là đẹp, rất là rộng. Chính vì là việc là mỗi nhân vật nó có những cái xuất xứ, xuất thân khác nhau, những cái cốt truyện khác nhau này, game này nó nặng khoảng hơn 80GB, gần 90GB là cũng là điều khá là dễ hiểu. Cũng phải nói lại là cái phần mình cũng nói thêm ở cái phần gọi là quyết định phát hành cái con cổ kiếm Kỳ Đàm Online này của Zo Game tại Việt Nam là một quyết định khá là, mình đánh giá là khá là dũng cảm. Bởi vì con game này khá là nặng, và thật sự là nếu các bạn chỉ có thể chơi game ở nhà thôi chứ ở ngoài tiệm net để mà cài game này thì chắc là hơi bị khó đấy. Bởi con game này nó khá là nặng về dung lượng. Còn về cấu hình thì mình nghĩ là nó cũng sẽ không, tất nhiên là nó cũng để mà đẹp nhất thì nó cũng sẽ cần một cái phần cứng khá là cao một chút. Nhưng mà đối với bạn nào mà hay chơi game những cái game bom tấn ấy, thì mình nghĩ là con này đồ họa thì nó cũng sẽ đáp ứng được cho anh em thôi. Các bạn sẽ cần một cái chip đồ họa mạnh một chút là được. Đây là lớp nhân vật cầm cung của mình này, bắn tầm xa này, các bạn thấy không? Và game này là bắn là non target, hệ thống chiến đấu trong game này là non target nhá, và rất là linh hoạt, các bạn có thể vừa di chuyển vừa chiến đấu luôn. Cực kỳ linh hoạt luôn anh em này. Đấy. Rất là đẹp.
rất hệ thống chiến đấu non target, cực kỳ linh hoạt, cực kỳ đẹp luôn. Ồ, hơi bị delay một chút bởi vì rồi chúng ta thấy à, hay không, lúc mà chạy bình thường ấy thì cái cung nó tách ra làm hai cái vòng bảo vệ bên nhân vật của mình, còn khi mà chiến đấu nó thành nó sẽ ghép lại thành một cái cung, khá là hay. Rồi chúng ta tiếp tục thị chiến đấu này. Thấy tốc độ bắn của cái lớp nhân vật này này khá là cao. Rồi khi chiến đấu thì hợp lại thành cái cung, còn cái bình thường thì nó sẽ là thành cái vòng bảo vệ. Hơi bị delay một chút anh em nhé, đang chơi server Trung Quốc. Rồi mình mặc đồ vào. Rồi đi. À, như anh em đã thấy là game nó không có chỉ dẫn tự tìm đường gì cả, nó chỉ có một cái chỉ dẫn để các bạn biết là nên nhận làm nhiệm vụ ở đâu, nói chuyện với NPC nào thôi. Nhìn chung thì mặc dù chưa có tiếng Việt nhưng mà mình cảm thấy chơi thì nó cũng khá là dễ làm quen. Mặc dù nó không có auto. Đấy, khi nó để mà trải nghiệm sâu hơn về các tính năng hoạt động trong con game của Kiếm Quỷ Đào Online này, có lẽ là mình sẽ sớm xin được cái phiên bản Việt hóa cho anh em, tức là phiên bản tiếng Việt. Mình không biết là bao giờ game này được phát hành chính thức tại Việt Nam nha, nhưng mà mình sẽ cố gắng làm xin bên Zo Game họ cho test sớm, thì mình sẽ có những cái video trải nghiệm bản tiếng Việt cho anh em nó dễ hơn. Và nếu mà có bản tiếng Việt thì đấy, như mình đã nói thì đây là một con game thu phí. Thế nên là sẽ phải, như mình chơi bản Trung Quốc này sẽ bị hạn chế là mình sẽ không tiếp tục chơi sâu được. Ở đây là nhân vật cùng cung này, chúng ta sẽ tiến đấu thử. Hiện tại mình mới chỉ có 3 kỹ năng thôi. À, sẽ có những cái nút để các bạn né tránh, mà các bạn ấn nháy đáp nút A hoặc là nút D nhá. A, D là nút di chuyển, phím này, game này di chuyển thì các bạn dùng các cái phím A, W, S, D, W tiến, S là lùi, A bên trái, D bên phải. Khi các bạn nháy hai lần và nút hai nút này thì các bạn phải né đòn. Đó. Và nó sẽ có cái thời gian để anh em hồi. Đây mình lướt né này. Mỗi một nhân vật nó có những cái động tác lướt né khác nhau. Rất là đẹp, nó rất là chỉn chu, rất là chi tiết. Rồi chúng ta sẽ vào game. Tiếp tục làm nhiệm vụ. Ồ, cửa em tuần lộc này. Nhìn đẹp không? Mình thích nhất cái game này phần bối cảnh. Nhìn rất là rộng lớn, rất là đẹp. Đúng chất kiểu tiên hiệp luôn. Rất là ấn tượng. Không biết là con game này khi được phát hành, con Cổ Kiếm Kỳ Đàm Online này khi được phát hành tại Việt Nam thì anh em sẽ đánh giá thế nào. Nhưng mà hôm trước mình có đọc comment ở trên kênh YouTube của mình thì rất nhiều bạn đang e ngại về phần dung lượng. Thật sự đây là cái phần dung lượng của game là một cái rào cản khá là lớn. Không phải ai cũng có điều kiện để trải nghiệm toàn bộ. Hơi bị delay một chút. Hơi delay một chút. À, bắt hồi máu à. Ngồi đây ngồi thiền hồi máu. À, ngồi thiền để hồi máu. Ok xong rồi. Hơi delay một chút vì mình đang chơi server tiếng Trung. Đây bảng kỹ năng của lớp nhân vật cầm cung mình. Ồ khá ít so với các lớp nhân vật khác nha. Rồi chúng ta có kỹ năng... một kỹ năng bị động này, rồi các cái biểu cảm nhân vật này. Rồi các cái con, chắc là có các con thú cưỡi ở trong con game của Kiếm Kỳ Đàm Online này. Mình thấy là rất là nhiều. Đó, chúng ta có thú cưỡi. Đẹp đấy, nói chung là game rất là đẹp. Về đồ họa các thứ thì không phải chê rồi. Rào cản lớn nhất của anh em đó là dung lượng game thôi. Còn về nó sự là cấu hình thì mình thấy game này nó cũng...
không phải là quá gì là sát thủ phần cứng cả. Bởi vì con game này nó cũng được phát hành tại Trung Quốc cũng khá là lâu rồi, cách đây khoảng mấy năm rồi. Bây giờ anh em nào mà hay chơi những con game bom tấn AAA trên trên máy tính ấy, đặc biệt là bạn nào có những cái bộ máy tính khoảng 15-20 triệu đổ lên ấy, chơi con game này rất là dễ thôi. Uầy, bài rất là cao nhá. Nhìn đẹp không, anh em không? Các bạn nhìn cái khung cảnh của game này, nhìn rất là đẹp luôn. Chúng ta đang lên một cái tòa thành. Wow. Đẹp chưa? Phê. Wow. Rơi xuống này chắc là tan xác. À, mình có kỹ năng mới này anh em này. À đâu, nó chưa... Chưa mở. À, cái lớp nhân vật này của mình cảm thấy là hơi ít kỹ năng so với các nhân vật khác nhỉ. Hôm nào thì mình sẽ tìm hiểu các cái lớp nhân vật, tên của gọi của các lớp nhân vật này sau. Bởi vì là mình cũng hơi lười tìm hiểu, anh em, sorry anh em. À, chúng ta mặc đồ vào. Các bạn có những cái vật phẩm như này đây. Hòm đồ này. À, đây rồi, mở kỹ năng mới cho anh em này. Để mình sẽ... Tí mình sẽ test thử nhá. Ôi, bị trúng độc à? Đây, bài nhiệm vụ này. Giờ làm sao? Ui, cái gì này? Sao tối om này? À, mình sẽ thử cái chiêu mới của anh em. Ui, thả tên từ trên trời xuống. Ờ, hệ thống kỹ năng các bạn ấn những cái phím thao tác như chơi game PC, QWR123 đây. Chúng ta những cái thanh công thanh kỹ năng ở phía dưới này để anh em sử dụng. À, đang tập chiến đấu. Game này chiến đấu rất là linh hoạt luôn anh em ạ. Vừa di chuyển vừa chiến đấu được. Thế thực kỳ là có lợi cho những cái phái tầm xa nha. Mình nói ví dụ thôi nhỉ, ở những cái con game mobile ấy. Ở những cái con game mobile ấy là nó sẽ bị hạn một cái hạn chế, đó là cái tầm nhìn, cái tầm đứng của nhân vật cầm cung nó rất là ngắn. Các bạn hoàn toàn dễ dàng áp sát được. Và cả thứ hai là rất là nhiều game khi các bạn ấn kỹ năng ấy hoặc là di chuyển ấy thì sẽ không thể ấn chiến đấu được. Đó, không thể chiến đấu được. Thì những cái con game mà có cái sự linh hoạt này thì mình đánh giá rất cao, bởi vì các bạn có thể khi mà chiến đấu các bạn, đặc biệt là những cái phái cầm cung như này, các bạn cực kỳ linh hoạt luôn. Chứ còn chơi game mobile thì những phái cầm cung mình nói thật là rất là thọt, rất là thiệt. Tầm bắn nó sẽ rất là thấp. Tức là khoảng cách để mà bắn để tấn công được đối thủ nó cực kỳ ngắn luôn. Rất là dễ bị áp sát. Nó vô hình đi mất đi cái lợi thế của phái tay dài. Thứ hai là cơ chế chiến đấu nó không linh hoạt. Thì đấy, chúng ta có thể là với cái con cuộc kiếm online, kỳ đàm online này, với lợi thế đó là game PC, thế nên là các bạn sẽ vô cùng linh hoạt trong cái việc là di chuyển chiến đấu nhân vật. Những cái trận đấu, mình nghĩ là những cái trận PvP nó sẽ khá là hay. Mình đang trong cái phần cốt truyện là mình cũng không thể bay ngự kiếm phi hành bay cao được. Rồi, mình trả nhiệm vụ này. Uầy, các bạn nhìn em Loli này đẹp không? À, cấp 24 rồi, lên cấp khá là nhanh. Mình đang chơi bản tiếng Trung nhá, hôm trước thì mình làm video bản tiếng Đài. Cảm giác bản tiếng Trung này lên cấp nhanh hơn. Rồi, chúng ta có một tòa thành như thế này. Bây giờ phải làm gì đây?
có vài cái thì mình cũng chưa hiểu lắm anh em nhé. À đây rồi, phải trả lời câu hỏi gì đấy. Vì là mỗi nhân vật nó có những cái cốt truyện khác nhau ấy, nên là mình không thể nắm hết được toàn bộ. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục đây. Đấy, nó có những cái chỉ dẫn như thế này thôi, các bạn phải đi theo hướng mũi tên. Nó không auto nên là một số bạn mà quen và chơi game auto ấy thì sẽ hơi bị cảm thấy hơi mệt với con game này. Nhưng mình rất là hứng thú vì thứ nhất là đồ họa, thứ hai là cốt truyện. Còn gameplay thì mình chưa đánh giá sâu được, vì những cái trải nghiệm này là một trải nghiệm ban đầu thôi. Gameplay nó còn nhiều cái lắm, nó còn các cái tính năng mạnh hóa nhân vật này, rồi những cái hoạt động hàng ngày như kiểu đi phó bản, rồi PvP, PK. Đấy, thì cái đấy thì mình chưa đánh giá được sâu. Anh em, sorry anh em. Đấy, thì nếu có cơ hội thì mình sẽ trải nghiệm sâu hơn. Đó, cái hiệu ứng kỹ năng của lớp nhân vật này của mình vào mình thấy hầu hết các cái nhân vật trong game này nó không quá là màu mè nhá. Nó đẹp nhưng mà nó không quá là kiểu màu mè như mấy cái game đặc biệt trên mobile. Mấy game tin hiệp nó rất là màu mè ở cái việc là hiệu ứng kỹ năng thì nhìn rất là nhiều màu sắc, rất là giống động, nó rực rỡ quá, nó hoành tráng, nó ngập màn hình luôn. Nhưng mà game này thì nó thiên về là đẹp nhưng mà kiểu là không quá màu mè, nhìn rất là dễ nhìn. Và mình nhận ra là cái nhân vật cầm cung này, các bạn bắn tên thì không cần cung tên nhá. Một số game thì nó sẽ cần cung tên, nhưng game này thì không cần. Và vì là đây là game nó target nên các bạn phải chọn mục tiêu nha. Đấy, các bạn hướng đến đâu thì bắn ra đấy. Các bạn bắn lên trời thì nó hướng. Mình thêm một cái kỹ năng mới này. Test thử xem. Kỹ năng này nó phải tụ trưởng khá lâu và hồi triệu khá là lâu nha. À, 28 rồi. Đây là giám định đồ này. Game có tính năng giám định. Các bạn mở giám định ra thì nó sẽ mở ngẫu nhiên ra các cái thuộc tính khác nhau. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục đi làm nhiệm vụ. Một cái chiêu gì đó mình sẽ thử xem nào. Uầy, chiêu này chiêu quét quét đít à, phủi đít ra đi à. À, để kiểu sẽ không cho đánh tầm gần, tức là có tầm gần luôn, đứa nào áp sát mình quét luôn. Giờ làm gì đây? Rồi, nó bắt mình làm gì đó. Rồi, này là không chỉ dẫn. Đấy, một số nhiệm vụ thì mình cũng không biết phải làm thế nào ấy. À, phải ấn vào cái này, kích hoạt cái gì đó. Ok. Đó, mò lúc được ra mà chơi game mà không có tiếng Việt là phải chịu khó mò thế này thôi. Rồi, đang làm gì này? Chém gió hơi nhiều. Thực sự mấy một con game như này mà Việt hóa thì mình nghĩ là khá là mất nhiều thời gian đấy. Bây giờ chúng ta sẽ chiến đấu đây. Hãy đi chiến đấu. Ba cái chiêu đầu bắn khá là nhanh, cooldown hồi khá là nhanh em ạ.
Game này nó còn cốt truyện nữa, nhưng mà đợi bản Việt thì chúng ta sẽ trải nghiệm cốt truyện nhiều hơn. Vì những cái tình tiết cốt truyện là toàn hình in-game mà rất là đẹp. Ui, cái gì này? Ui, có anh đẹp trai cứu mình anh em ạ. Bắn mũi tên cứu mình luôn. Đấy, được trai đẹp cứu anh em nhá. Ôi mình rơi nó đất. Ôi cứu cứu. Thôi anh em ơi, mình rơi này thì làm sao nhỉ? Thôi toang rồi. Ủa. Ui. Mặt đất rất sâu nhá, chết rồi. Tôi rơi rồi anh em ơi. Cứu. Rồi, ngửa rồi. Đó, đây mình vừa test thử cho anh em là rơi xuống mặt đất thì sao. Rồi, chúng ta đi tiếp tục nhiệm vụ. Quả ngã hơi đau ấy. Đấy, các bạn cẩn thận nhá, ngã xuống game này là chết đấy. Bởi vì là mình chưa mở được cái tính năng ngự kiếm vi hành ấy. Đấy, anh đẹp trai lại cứu vừa cứu mình đây này. Ôi nhìn hơi gai lọ một tí. Rồi. Chúng ta phải đi theo này. Đây, bảng kỹ năng này. Nó có rất nhiều kỹ năng nó chưa mở ra nữa. Nhưng mà mình cảm thấy là nhân vật cầm cung này thì ít kỹ năng hơn các cái nhân vật khác thì phải. Hơi bị delay một chút. Chơi bản tính chung này hơi delay một chút anh em. Rồi chúng ta ấn phím bắt nhảy múa hay động tác đây, chúng ta sẽ phải thực hiện một cái động tác mà yêu cầu phải bái lạy. Đây, câu chuyện này kiểu thiên thạch rơi xuống ấy. Ôi. Không biết cái phái này tên là gì nhỉ? Ui, anh nhìn này. Thôi mình sẽ không bỏ qua phần câu chuyện nhé. Bắn rơi thiên, bắn nổ thiên thạch luôn anh em ạ. Vỡ thiên thạch luôn. Ảo nhỉ. Ôi em này xinh này. Như kiểu chỉ huy ý, cầm quả cung đẹp dã man luôn. Rồi bỏ qua phần câu chuyện này nha. Đây bây giờ mới có ngự kiếm vi hành này. Để xem ngự kiếm của cái lớp nhân vật này của mình nó như thế nào. Ấn phím T nhé, hoặc là F3 để có thể ngự kiếm vi hành. Đó, chúng ta sẽ có cái kiếm như này. Và chúng ta sẽ bay đi này. Để bay nhanh các bạn ấn phím Shift. Đấy, nó sẽ bay nhanh. Nhưng mà tất nhiên là nó sẽ có năng lực hết một thanh màu nga này, nó nằm ở phía dưới này. Hết thì nó sẽ bay chậm lại. Bài rất là đẹp luôn, ngự kiếm vi hành. Chắc chắn là các bạn sẽ ấn tượng với cái phần bay lượn ở trong cái game cổ kiếm kỳ đàm online này. Chúng ta phải vào đây, vào đây.
Rồi, được tặng cái cung mới rồi anh em ạ. Đấy, nó thay đổi hình dáng luôn, cung màu đỏ. Nhìn khá đẹp. Nói chung mình rất là ấn tượng với cái nhân vật cầm cung này. Vào đây này. Đây là bản đồ trong game này. Giờ phải làm gì? À, nó bắt mình phải làm gì đó. À, truyền tống đi đi nơi khác. Chín mươi ghi nhỉ, nghĩ đến con số đấy là cũng khá là hốt đấy. Tất nhiên là với bạn nào mà hay chơi những con game bom tấn AA như kiểu mấy con game nó nặng, như kiểu tôi nói ví dụ nhanh thôi, như kiểu con of Duty ấy, nó nặng 150 GB thì rất bình thường thôi. Rồi chơi đến phần này nó bắt phải nạp tiền mới được chơi tiếp này anh em này. Đó vì game này nó là game dạng game thu phí. Rồi bắt phải làm gì đây? Hình như là bây giờ phải đặt tiệm chết tiếp rồi. Đó, thì mình cũng trải nghiệm nhanh thôi cho anh em về cái lớp nhân vật cầm cung này của con của kiếm kỳ đàm online. Thì bạn nào mà hứng thú thì chúng ta sẽ đợi bản tiếng Việt để có thể chơi sâu hơn. Cố gắng là mình sẽ cố gắng là có sẽ có đủ 9 cái video trải nghiệm. Ui. Đây là người chơi này, bạn nào nhìn đẹp không? Đẹp không? Đẹp dã man chưa? Thì mình sẽ cố gắng là trải nghiệm cho anh em các cái lớp nhân vật ở trong con game của kiếm kỳ đàm online này. Hy vọng là các bạn sẽ ủng hộ mình. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi video này của cậu Vàng. Bạn nào thấy thú vị đừng quên like, share, chia sẻ video này nhá. Các bạn có hóng cái con game của kiếm kỳ đàm online này khi được phát hành tại Việt Nam không? Thì anh em comment ở phía dưới nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.